Mình thì làm chục năm rồi mà anh thấy nghề tóc này nó thoải mái, tự do. Để mình vừa làm giám đốc vừa là công nhân luôn. Nói chung là nhiều người Việt Nam lấy, tại vì cái môi trường của Việt Nam và khí hậu Việt Nam nóng ẩm, cho nên là nó cũng hay bị nó giấy tai, cũng như là kiểu như hay là dỉ mũi đấy, cái kiểu đấy đấy. Thì em cũng cắt với 1-2 lần rồi, vì thứ nhất là như bọn em thì không hợp lý với vào trong những cái khu vực như thế. Vì thực tế mình đi làm về xong rồi quần áo chân tay bẩn, xong rồi vào những salon nó không hợp lý. Mà ra đây là thứ nhất là vừa hợp lý mà thứ hai là vừa kinh tế.